Một thuyền viên Ấn Độ đã được Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực 3 đưa vào bờ và cấp cứu kịp thời vào ngày 18 tháng 8 năm 2017. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 45 phút, tàu BWNILE quốc tịch Singapore mang số hiệu 9V3758 đang trong hải trình từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Khi đến khu vực cách mũi vũng tàu khoảng hơn 8 hải lý, thuyền viên hình si quốc tịch Ấn Độ bị tai nạn trong lúc làm việc dẫn đến trật khớp vai không thể cử động được. Tàu đã ra tín hiệu cứu nạn cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Nhận được thông tin cứu nạn, trung tâm đã tư vấn hướng dẫn y tế cho tàu sơ cứu, đồng thời điều động tàu SAZ272 khẩn trương tiếp cận tàu và đưa thuyền viên bị thương vào bờ an toàn, bàn giao cho lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để đưa đi bệnh viện cấp cứu.